Andrew ơi. Andrew ơi. Dạ ai? Dạ em Trường, anh Duy, hôm nay mình có chuyến công tác ở bên quận 9 ha. Bây giờ là 8 giờ. Anh chuẩn bị nha, khoảng 15 phút nữa thì mình khởi hành anh Duy ha. Thì cầm máy gì vậy? Dạ thì hôm nay cái này em làm cái phóng sự anh để có hành trình mình một ngày của Duy Nguyễn như thế nào cho các bạn cùng xem. Xin lỗi các bạn, xin chào các bạn nha. Xin lỗi các bạn, xin chào các bạn nha. Thôi thôi, được rồi, biết rồi. Em xuống dưới trước đi, anh đánh nhanh cái màn xuống. Dạ, 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 dạ. Ờ, anh đánh nhanh xong rồi xuống liền. Dạ. Rồi, mời mấy em đi ra tham quan phòng việc của anh nha. Covid rồi, không có tiền mà theo xin nên nó cũng hơi bình bộn, rẻ mày hơn nữa. Vậy chứ trời ơi, bóng đèn rồi. Sáng dậy là anh không uống cà phê như một thói quen, uống sức. Hai khai trương loại nào ta? Nhiều quá. Thường thì anh sẽ uống cái dòng Amlocheck này, nhưng mà ở dưới là chuyên uống này rồi. Thôi uống này thử đi. Không đủ đâu, phải thêm Lipo giảm mỡ nữa. À, sao cô đứng cái hũ này cả mà cũng không? Lại bôi giảm mỡ. Rồi kết hợp bữa nay là có chương trình này nó bất ngờ, nó ăn mấy khui đồ mới luôn. Thùng nước này đã bẻ pha trong này nè. Khổ lắm. Hai cơ gãy rồi. Mới thay mới, không dám đem ra ngoài sợ gãy nữa. Thôi nhẹ thôi các bạn. Các bạn muốn thắc mắc có một ngày của Duy như thế nào thì rất đơn giản, ngày của Duy đó chỉ vậy. Sáng giờ rồi lập tức chơi 3 ngày liền, không một chút xíu nữa mình livestream về mặt xã hội này, là kiến thức kinh tế rồi đó, thì uống thêm Lean Body. Rồi xong rồi có đi làm siêu bang, không đi làm siêu bang, cái kế hoạch nó sẽ khác nhau. Rất may mắn các bạn, hôm nay Duy đi làm siêu bang. Không biết siêu bang là gì không? Like video đi, rồi sẽ có một video chi tiết về siêu bang. Sáng anh không ăn cơm mà anh? Không em. Sáng là không ăn cơm. Cả ngày em có thể không ăn cơm. Rồi người ta nói mà không ăn cơm thì bụng mình nó không được chắc thôi. Theo người Việt Nam thường hoa thật. Phải là cái dùng từ cái chắc bụng, tại chắc bụng là cái khái niệm á. Yeah. Em ăn cơm vô thì chả biết em nó no bụng đúng không? Yeah. Còn anh tập luyện và uống những cái thực phẩm bổ sung á thì cái nguồn năng lượng của nó trải dài. Còn bây giờ em á thì em đang đói bụng. Yeah. Xong rồi cái em nạp một đống cơm vô nó no bụng, nó tiêu hóa hết đống cơm đó, nó chuyển qua nó đói bụng. Còn anh là không thế. Rồi. Nhưng mà sau tập vẫn có cái tinh bột, thường thì sau tập á thì anh sẽ ăn xôi hoặc là ăn yến mạch. Một trong hai món tinh bột lái khẩu. Cũng nhờ các bạn mà Duy mới uống cái hũ này. Chứ lúc trước nó màu trắng, hũ này mới. Nói chung cũng nhờ các bạn á. Từ khi mà anh có em Trường vô gia nhập công ty á, nhiều trò lắm đấy bạn. Nhiều trò lắm mà có cái bài nhân tử nên rất là dễ thương nha. Rồi còn công việc văn phòng với lại các bộ phận phòng sale, mấy chuyện chiến lược thì sao anh? Thì mình sẽ dành nó vào thời gian nào anh? Suốt ngày. Suốt ngày. Đó là mình sẽ làm việc qua phone. Yes. Suốt ngày. Nhưng mà anh sẽ có một mấy tiếng ngồi học trực tiếp chứ. Thường là nó sẽ kết, nó sẽ có trước hoặc là sau cái buổi mà anh không đi làm chuyên ban, tập luyện ở đây á. Thì anh sẽ trước khi tập anh lên học chừng 30 phút. Rồi sau khi tập xong á, anh học khoảng chừng 2-3 tiếng như nó tùy. Thường thường công việc của anh ở văn phòng nó kết thúc lúc 8 giờ. Mấy bữa nay không thấy xài bình hãng, mấy bữa nay không thấy xài bình. À cái đó cũng là bình THOL mà không thấy logo. Bình này là cái bình này, chung là khi mà THOL muốn phát triển một sản phẩm á thì sẽ có quá trình mà trải nghiệm trước. Quá trình trải nghiệm sử dụng, kiểm tra tính năng là này nó phát triển được sản xuất tất cả thứ. Thì ở trong kho tay của cá nhân anh đóng sản phẩm như vậy. Thì hầu như đời của anh trước vậy, sức cũng vậy và tất cả những thiết bị cũng vậy. Anh đều xài cái hàng mẫu và cái hàng test trước. Rồi mới đến người tiêu dùng. Chính xác.
xoay một vòng cho các bạn cùng xem được không? Cái này có thể là bật mí sớm về cái sản phẩm mới. Thật ra thì cái sản phẩm mới thì anh sẽ làm nó đẹp hơn này. À, tức là nhưng mình vẫn còn nhiều điểm chưa ý. Nhưng mà có một cái điểm mà là không thể đổi là cái wire. Và bây giờ cái bình lắc bây giờ cái wire rất là tiện dụng. Khi mà các bạn cầm cái bình mà không có wire bằng cầm dày, đắt mấy ngón, 5 ngón. Còn bạn có wire bằng móc dùng ngón, 4 ngón cầm khác. Hoặc là bạn đi du lịch, bạn đi travel, bạn đi đâu đó, nó sẽ rất là tiện lợi. Hôm nay là ngày đầu tiên mà mình chưa chuẩn bị được gimbal, các bạn thông cảm. Từ bữa sau thì về cái series của anh Duy thì mình sẽ chuẩn bị cái gimbal. Các bạn sẽ được cái chất lượng video nó sẽ tốt hơn. Video đầu tiên thì để có những video sau thì video này các bạn phải like, subscribe. Mình có nhiều động lực hơn để làm nhiều cái video sau hơn nha. Đầu chiều một buổi sáng như các bạn thấy rồi thì anh Duy đang sử dụng cái combo LiPo với lại EAA. Và khi sử dụng xong thì tất cả những đống này nó sẽ nằm trong cái sim bag, tức là trong cái ba lô để Duy đi làm sim bag. Đi làm xuyên bang là một trong những câu chuyện cực kỳ thú vị. Đó là trải nghiệm mà một cuộc sống của Duy Nguyễn rất là khác ở ngoài đời thường. Vất vả lắm mà. Được xui giữa Sài Gòn mưu sinh. Này LiPo, này LiPo Stingray của 3 viên. Còn này là LiPo trắng á, hoặc là LiPo màu. Nó là LiPo Stingray mà màu đen, còn cái này nó là ở ngoài màu đen nhưng mà trong nó màu trắng. Nên khi mà cái hãng nó đổi cái cách làm gì làm cho nó chuyện nó không bị lẹo lưỡi. trong thời điểm này á là một trắng ba đen thì cái cách mà mình nói màu á thì dành cho những cái bạn mà mới người ta không có làm đó, ta hỏi ủa anh ơi màu trắng uống nhiêu, màu gì đen uống nhiêu, uống nhiêu ta quan tâm cái đó. Cái hãng mà tự nhiên đổi thôi, cái là bây giờ anh nói trắng đen nó lèo lưỡi, nó là gì nè, cái này thì là màu đen mà cái này thì màu trắng, mà trắng thì là một viên, mà đen thì ba viên, không bảo rồi. Vì hôm nay là cái ngày đi làm xuyên bang nên Duy sẽ không có mặt ở bên công ty nhiều. Nên có một thông điệp cực kỳ quan trọng qua đây gửi phòng kế toán. Phòng rất là nguy hiểm rồi. Xin chào mấy em. Hôm nay mấy em tự do thoải mái nhảy múa, anh đi làm xuyên bang, anh không có công ty. Thì bây giờ bộ phận kế toán bù trừ trình 500 triệu xài ngày hôm nay đi. Không có chuyện gì cần thì cũng có anh ở đây nha. Nhưng mà media thì cứ thay bằng cái nhà làm đến sản phẩm là đồ lương nha. Mừng lắm rồi nè. Nghe tin Duy đi làm xuyên bang là mừng lắm. 500 triệu bù trừ. Rồi bây giờ là xong cái bữa sáng rồi. Bây giờ là thời buổi internet đó, thì chỉ cần kế toán nhà làm hết được hết. Tất cả mọi việc có đều quản lý qua internet. Chứ không phải là bây giờ mà muốn gì cầm cống chứng từ giấy tờ để tới ngân hàng này nọ rồi xếp hàng chờ cái tay mới xê rồi đem nguyên chi chỉ có đối tác này 10 triệu đối tác kia 30 triệu 40 triệu 100 triệu 100 triệu đó. Thì ngày hôm nay nhìn lịch rồi không có cái sự hẹn hò nào của đối tác lớn mặt tiền bạc hết, nên mình cần phải có một cái khoản để ở nhà mấy em có thể tự chủ được công việc. Chứ nếu không nhiều khi trong quá trình làm ăn á mà tiền bạc nó bị hụt hay gì đó tạo cái sự không vui cho khách hàng hay là đối tác ABC đó rất là phiền. Tức là 500 triệu đó là mình để từ kế toán tự quyết ha. Tất nhiên anh vẫn duyệt chứ. Anh vẫn duyệt nhưng mà anh duyệt qua này nè. Qua phone. Qua này nè. Cái này lợi hại lắm em. Lợi hại lắm. Rồi ok. Rồi bây giờ anh sẽ gom hết cái đống này. Đó, đi vô xin bác. Rồi. Nhớ nha, tại vì Duy có uống Limbody nữa, nhưng mà Limbody thì uống trong cái hoàn cảnh nó khác, nó không thể uống nó mới sáng thì uống liền được. Nên hẹn gặp lại các bạn trong cái bình lắc Limbody trong chiến làm Simbad. Xong rồi đó các bạn thấy không? Trên tay lúc nào có Simbad, có sucker, có cái phone là làm việc được rồi đó. Yêu cầu một thứ cực kỳ quan trọng nếu cho Duy có thể thực hiện tốt chiếc đi Simbad này, đó là nhỏ thôi. Xin lỗi. Cái này là mẹ của anh mua sáng nào bà mẹ anh đi chợ nha, đi chợ mua những món cực kỳ thân thương, trong đó có xôi. Anh nói rồi thôi mẹ đừng nấu nữa, mẹ nấu cho con mình, con bữa trưa con ngồi cực khổ quá, mẹ nằm mẹ coi tiểu thuyết đi, rồi xong rồi cứ quăng cục xôi. Thằng ông thì bữa khác là làm bánh miếng bạch để sẵn á, rồi Duy cứ thế mang theo để phòng thờ làm xuyên bang á, làm xuyên bang á đi mua hộp cơm ăn thì nó không hợp lý, nó kỳ lắm, nó không ngon mà nó mỡ không à.
đó, do đó là mang theo cái này, cái đạm cáp, cáp bình rắn. Sau đó là mình uống whey protein là mấy dòng này hấp thu nhanh. Rồi sau đó nữa là cứ lean body mình chiến đấu, lean rồi tám mà chiến đấu thôi. Cảm ơn anh. À, đây là khung cảnh máy mà chuẩn bị quay cho anh Duy đang chuẩn bị. Bên mình quay thì sẽ có khoảng 3 cam. Hình như áo này không à, có logo, áo này cũng có logo. Áo này áo mới hả anh Duy? Áo sửa 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 áo lúc mà em chưa dậy thì mà chưa có mắt tem. Chúng ta chúng ta nghe nó là lại mình sẽ quá chất nhiều quá em. Quần này anh thật ra là quần này size L. Size L mới quá. Nó có thời gian sau đó, cái đùi nó nong nong ra đó. Chắc anh nghĩ là sẽ tốt hơn. Bây giờ anh mạnh quá, em thay cho anh cũng anh không luôn đi. Xin giới thiệu với mấy em đây là Nguyễn Trắng. Để của anh mình chính á. Chung có xào trẻ thì phí bên đây. Vô membership gì đó đóng tiền là gặp Nguyễn Trắng. Điều giá là điều như nó. Mà thôi khỏi điều, điều được đâu. Thấy cái quần huyền thoại không? Ai biết được cái quần huyền thoại này là bảo đảm là tới đây được giảm thời giảm giá cho mấy em. Giảm giá cho điều kiện là đăng 3 năm. Tặng nó luôn 3 năm mà che sức PPT nữa có thẻ rồng. Chưa bao giờ có. Thiên hạ ai mà sở hữu được cái thẻ rồng của PPT sẽ là những người đẳng cấp nhất hành tinh này. Tức là trước khi tập là anh sẽ uống pre-workout. Đúng rồi. Còn là pre-workout anh thấy là như anh uống ha. Hôm nay anh không có clip hả anh? Nói chung là có cái gì muốn cái đó thì anh nói chung là anh tư vấn khách hàng những sản phẩm mà gọi là tâm đắc nhất tốt nhất. Còn trong công ty VT đó, trong lâm hàng ở chỗ này bên Bình Tân đó là anh để cũ khác thì cũng chính là để cũ khác, quận 12 anh để cũ khác thì tới đâu anh chọn cái đó chứ không thể nào mà anh mang một tống theo cái túi được đó. Anh đi bộ cao nào đối với anh tập được hết, anh đi bộ cao nào đối với anh cũng nhảy được. Anh Thành rất thích. Rồi tới giờ Duy làm việc nha các bạn. Mình sẽ làm gì vậy anh? Hả? Hôm nay chương trình của mình là sẽ làm về chương trình hôm nay là anh sẽ giới thiệu với em các bạn một cái buổi tập thực sự của anh Duy Nguyễn được mang tên một cái tựa đề clip đó là buổi tập tỷ đồng. Hay nói khác là buổi tập chân tỷ đồng. Thì những cái máy này nó cộng lên gần tỷ nên mình đặt cái tựa là buổi tập chân tỷ đồng để cho thu hút tất cả những bạn fan hâm mộ khách hàng và đổ đen vô ủng hộ kênh nó rất dạng các bạn. Xin thông báo với bạn một tin rất buồn là chị Nguyễn đã mất đôi giày điện thoại 26 triệu. Đôi giày? Không biết bây giờ đâu. Đúng rồi đó. Nếu mà bạn nào để ý là cái buổi khai trương của Duy á là đâu phải đi đôi giày điện thoại 26 triệu đâu. Đúng không? Mà nhìn sơ thì bạn phát hiện được. Nhưng mà đôi giày đó là đôi giày cóc. Đôi giày mà Duy mua bách cấp thôi. Bonia nó cheap hơn so với Valentino. Đó. Duy cũng có cái đôi giày Valentino làm 13 triệu 9. Đi cũng được nhưng mà nó phải thay đổi giày mỗi giày mà nó phải là có là giày tay nữa không? Nó có khét lỗ gì nè, đi đồ nó dớ nó nhìn nó đẹp. Nói chung là cái bữa khai trương nó bị hở sườn đôi giày. Tức lắm. Không biết nhân viên nào của mình đã lỡ tay cầm nhầm. Thì nói chung là rất là mong mong muốn em nó trả lại. Nhé này. Bây giờ để cái máy thứ hai. Bây giờ rồi, ok, chúng ta tiếp tục. Chúng ta bắt đầu lúc 8 giờ sáng và bây giờ là lúc 5 giờ 30 chiều. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ. A few moments later. Một simmer bất bại, một simmer tinh thần viên mãn đi theo thời gian và thành tựu. Đó là thông điệp chị Nguyễn gửi đến tất cả chúng ta. Đã tập gym, chưa tập gym và sẽ tập gym. Tất cả mọi người đến đây cùng nhau tập gym, tập gym, tập gym. Chào các bạn, hôm nay là đã xong cái công việc của một ngày. Anh thấy hôm nay như thế nào anh? Nhưng mà đã lần đầu tiên trong cuộc đời anh được tập trên dàn máy full VA.
nói chung lần trước đó thì em qua Mỹ tập rồi, tập thử, còn lần này tập thiệt. Anh đã có được cái cảm giác tuyệt vời khi mà chúng ta tập trải nghiệm mình trong một cái buổi tập Mỹ Đế hai em kết hợp giữa dòng BA và dòng Pro Performance Plus. Rất tuyệt vời. Còn bây giờ tiếp theo là anh đi phải uống phục hồi đây, phải uống Lean Body thôi. Rồi sau đó thì mình có trở về trung tâm rồi cái công việc như thế nào nữa không anh? Trở về trung tâm mình sẽ có, nhưng mà giờ đường Sài Gòn giờ đang lúc để đông xe lắm. Đông anh xe. Phải ngủ ở đây anh tuân thủ online rồi chút tỉnh này nọ kia rồi anh sắp xếp cái thời gian như thế nào. Anh phải lên Google coi traffic này nọ, anh quyết định được khi đang về. Rồi. Tập xong rất mệt không ạ? Mệt quá. Nói không thành lời luôn. Nói về sao tập thôi. Chúng ta mới ăn gì ăn. Nhưng mà nhớ sau khi chúng ta phải uống Lean Body để phục hồi trước. Ngay lúc này á là cơ thể chúng ta rất là mỏi mệt. Cơ nó rã rồi, nó không còn chút xíu sự tỉnh táo tập trung, là nó đầu óc rồi, như là nó bấn loạn rồi. Lúc này là cả cái hệ thần kinh lẫn hệ cơ bắp chúng ta nó đều mệt mỏi, nó đều quá tải. Đó. Chúng ta cần phải có một sự phục hồi. Các bạn có thể sử dụng whey protein này nọ, mà bữa nay Di không có mang theo, mình Di sẽ ở cái này. Chứ bình thường là Di xài whey protein. Các bạn này vẫn đổ nước nhiều quá. Trung tâm hôm nay là cũng mở rồi cho khách tập trước thì không, chưa có chính thức mà. Chào em. Mở một miếng xong nữa ta. Cái loại rác khách tới đăng ký tham quan rồi. Thế là mình uống cái này xong mình còn phải ăn cơm không anh? Hay là bao lâu thì mình ăn cơm? Thì bây giờ anh có nhiều sự chọn lựa lắm. Bây giờ tối rồi đúng không? Có thể hẹn bạn bè, đối tác của anh đi ăn thì ok. Nhưng mà trước khi ăn phải ngồi lót dạ, tắm rửa sạch sẽ rồi xịt xịt này nó này vô rồi. Rồi sau khi mình... Rồi đường mạch hoàng tử kia kìa, nó xuống phố. Sau khi... Cuộc sống nó vậy thôi em. Sau khi mình ấy cái này buổi tối mình có thể vẫn phải ăn nhẹ thêm một lần nữa để bổ sung thêm năng lượng cho cơ thể. Rồi. Mà có thể nói là anh gắn bó nhiều về hỏi câu này nó hơi nhạy cảm chút. Mình uống nhiều Lean Body mình có thấy nó ngán không anh? Không em, nó vị Lean Body được cái nó ngon lắm. Cái vị này là anh chưa thấy ai phản ánh là ngán. Vị này ngon mà khi người ta đem lên người ta làm cái chuẩn để người ta so sánh mùi. Ví dụ như có một sản phẩm khác về á thì mình cũng giới thiệu cho anh em xài. Xong rồi nói, cái mùi này nó khác Lean Body, cái mùi này sao nó ngon mà Lean Body. Vẫn trở lại Lean Body đúng không? Lean Body nó làm như là cái chân lý rồi. Nó làm như cái thước đo so sánh. Khổ, rất là Lean Body, ta ráng quá trời. Đó. Mà có Lean Body còn hơn nữa nha. Rồi. Vậy thì cái phần tối thì có lẽ là sẽ không quay được nên là tạm thời. Cái như vậy nó cũng gần như là hết gần một ngày làm việc rồi. Thì mới mốt em quay phần tối. Dạ. Đó, đi ấy qua đi em luôn. Dạ rồi, ok.